thu gió heo mây. Về đâu có nhớ chẳng những gì sao long lanh, đưa tiếng người một đêm không trăng. Nói sao nên lời lòng buồn như ngưng rơi, như trong đêm khuya những bước chân qua tìm gợi niềm thương nhớ vô vàn. Gửi về đường về kết gió trăng xa, người đi có biết chăng trong chiều nay vơ vơ nghe lá thu vàng rơi bâng khuâng, bước chân ai về từng thời gian ngừng trôi như trong đêm khuya để gió xuân tiêu thùa tập lặng ước ao ai đây. Người về chiều mưa hay nắng, sao để khói làm chiều xe như chung màu không gian. Người về dòng sông thương nhớ, để bên vắng con đò thường mong người người ấy chăng. Người là gì sao nhỏ bé, ta mãi ước cho lòng là một bầu trời xanh xanh. Người về lòng ta thương nhớ, ta khẽ hỏi đưa người về hay thăm người đưa ta. Người về, người về đâu nhớ ta chăng? Làm ta bâng khuâng như áng mây chiều lan trong sương, bước đi âm thầm lòng buồn như thời gian. Nghe chăng thu ơi, để lá rơi chi hoài rồi lòng thương nhớ ai nhiều. Quý vị đang nghe bài nhạc Hay gì sao lạ của anh Việt Thu, tiếng hát của Peter Vũ Trương, trong YouTube và Facebook. Gió trăng sao người đi có biết chăng trong chiều nay bơ vơ nghe lá thu vàng rơi bâng khuâng, bước chân ai về từng thời gian ngừng trôi như quên đêm khuya để gió xuân theo thùa thầm làm ước áo mai đây. Người về chiều mưa hay nắng, sau để khói làm chiều như xe trùng màu không gian. Người về dòng sông thương nhớ, để bên vàng con đò thương mong người người hãy chăng. Người là gì sao nhỏ bé, ta mãi ước cho lòng là một bầu trời xanh xanh.
lòng ta thương nhớ. Ta khẽ hỏi đưa người về hay thầm người đưa ta. Về đâu nhớ ta chăng? Người ơi, môi má thu rơi làm ta bâng khuâng. Như áng mây chiều lam trong sương. Bước đi âm thầm, lòng buồn như thời gian. Nghe trăng thu ơi, để lá rơi chi hoài. Gửi lòng thương nhớ ai nhìn. Trước khi dứt lời, leader kính chúc chị một buổi cơm chiều thật ngon, mình mắm và lượm gì nha. Và người thân thương mình dạo bước song hành sau buổi chiều làm việc rất giả ha. Giờ tối trong vòng 3 nên vui hữu thương gì nha. Cảm ơn quý vị nhiều. Bye bye.